Chào mọi người nha, hiện tại mình đang có mặt ở phường 7 nè. Sau lưng mình là công an tỉnh nè. Đó, mình sẽ dẫn mọi người đến một quán bánh canh bột sắt nha. Quán này rất là lâu đời rồi, không phải là lâu đời mà là bà chủ này bán lâu năm lắm rồi. Rồi, mời mọi người đến đây nha. Quán bán từ 1 giờ trưa nha cả nhà. Cô tên gì vậy cô? Cô tên Tiến. Là Tiến hả? Dạ, cô bán ra lâu chưa? Bán ra đây lâu rồi. Cô Tiến bán bánh canh bột sắt tại đây đã hơn 40 năm. Người lớn tuổi sống gần khu vực phường 7 đều biết rõ cô Tiến. Cô Tiến bán từ 1 giờ trưa đến 3-4 giờ chiều. Địa điểm quen thuộc của những người yêu món bánh canh bột sắt đậm chất quê hương Bến Tre. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nhớ cho mình xin một nút đăng ký và một nút chia sẻ nha. Chào tạm biệt các bạn.